Cuối cùng tao đã hoàn thành nhiệm vụ kiếm được một chiếc lo đặc biệt có đèn led và phải nhỏ gọn tiện lợi đem đi du lịch. Chuyến này thành công, ta có hàng ngàn USD đó. Nhưng đối với chiếc lo này hôm nay còn đi kèm thêm một cái bức dây dễ thương như vậy thì còn chê gì nữa. Nếu con nhà anh chị, cháu nhà anh chị hay sử dụng điện thoại này không, chơi máy tính xuyên suốt làm mờ mắt, ảnh hưởng này nọ, không phát triển được gì hết, đây kinh em lo này về liền cho em. Đây là em QS1805, giúp cho các cháu nhỏ ở nhà có thể nghe nhạc, hát karaoke quả đã luôn nha anh chị. Nào hát nè, túp cho chúng ta hả, hay liền xấu à. Không những là con cháu nhà chúng ta hát mà chúng ta cũng có thể hát luôn nha anh chị. Liền xấu một hai đó. Đây không thích sử dụng nữa thì rút ra giùm em đó, khi nào sử dụng thì cắm vô đó, tiện lợi chơi chưa đấy. Và ngoài ra là trên con lo này có hỗ trợ cho anh chị có USB đó, và kể cả là thẻ nhớ nữa, muốn cắm vô những dữ liệu học tập mà hay nằm trong những USB á, mình cắm vô đây cũng có thể nghe được nè. Hoặc đơn giản cống cộng 3.5 kết nối với TV, máy tính và laptop. Đây nhỏ gọn dễ thương như thế này đó. Đây cháu gái một con, cháu trai một con, ok chưa? Giá thì hời, bảo hành thì tốt. Lên cho chị nghe thử nhạc luôn nè. When the night has come, when the night has come and the land is dark, when the night has come, when the night has come and the land is dark, and the moon is the only light, and the moon is the only light. Anh ơi, chống ống luôn, quá dữ luôn. We will see. When the night has come, has come. Đó, thôi trải nghiệm nhiêu đủ rồi, em hoàn thành nhiệm vụ rồi, bây giờ em phải đem con lo về để đưa cho hả con cháu nhà em, đưa cho thằng người nhện nó hát đó. Anh chị nào muốn rước em QS1805 này về, nhắn xuống nhỏ hàng đi, hoặc muốn gì nữa thì comment xuống dưới cho em biết nha.